Mất cả ngủ. Có chuyện gì? Sếp Tuất có chuyện rồi. Tưởng gì? Lúc tối nghe bên hình sự kể rồi. Kể như nào? Thì ông ấy nhận hối lộ của tên trùm ma túy, làm tay trong cho nó, trốn từ chiều rồi. Sao ông anh lại dại thế nhở? Nếu mà có chuyện gì xảy ra, lộ ra cái chuyện của tao với mày đợt trước ấy, không ổn. Thì anh chết, em chả liên quan. Vớ vẩn. Trạng chết ấy, thì Chúa cũng băng hà. Mày thoát làm sao được? Bây giờ ấy, tao với mày phải tìm cách nào để cứu ông ấy. Cứu á? Em với anh ấy thì tuổi gì? Em cũng không muốn chết chung đâu. Không, mày phải nghe tao nói đã. Có người lệnh cho tao phải tìm ông ấy, bảo ông ấy trốn ra nước ngoài một thời gian. Nếu mà đi chót lọt thì tao với mày mới yên tâm được. Ai ra lệnh? Mày không cần biết. Anh mà không nói ấy, thì anh làm một mình, em chẳng liên quan mà dây vào mấy cái chuyện như này nhá. Này, từ đã. Sếp nhẫn lệnh đấy. Cái gì? Anh nói phét, em đếch tin. Sếp nhẫn không bao giờ ra mấy lệnh này cả. Mày ngu thế nhỉ? Anh cũng liều nhờ. Dám ghi âm cả sếp. Thì nửa đêm nửa hôm ông ấy gọi, tao nghĩ ngay là chuyện chẳng lành. Tao cũng phòng thủ thôi. Không ngờ lại là chuyện đấy. Thế bây giờ anh định như nào? Con bé Hằng nhà ông ấy, nó thích mày. Ngày mai mày sang nhà mày dò hỏi xem ông bà đấy trốn ở đâu. Tao với mày biết địa chỉ, rồi đến đó truyền đạt ý kiến của sếp nhẫn. Được rồi, mai em qua. Thế thôi đúng không? Đi ngủ ấy.